Dạ xin được kính chào quý vị, cùng trở lại với em. Em sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết ở Nha Trang trong ngày hôm nay để quý vị cùng coi. Bây giờ là tầm khoảng 5 giờ rưỡi buổi chiều và quý vị đang nhìn thấy trời rất là tối, tối thui luôn. Mưa hiện nay đang rất là to và cơn mưa này kéo dài từ buổi trưa, từ lúc mà khoảng 12 giờ đó quý vị, lúc em đăng cái video đến bây giờ. Đây là đoạn đường Lê Hồng Phong, đường tỉnh lộ 4 của ngày xưa. Đoạn trên đây là chỗ ga Nha Trang. Ngay đoạn đây thì hiện nay đang ùn tắc giao thông, tắc đường rất là nặng nề. Em sẽ tiếp tục cập nhật những tình hình những con đường ở Nha Trang hiện nay để quý vị cùng theo dõi. Đây là đoạn ngay Mã Vòng và phía trước là vòng xoay giữa đường Dẹt Sen, đường Thống Nhất, đường Thái Nguyên. Ngay cái đoạn này nè quý vị, ngày bình thường thôi là cũng đã xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông phải nói nặng lắm. Nhưng mà bây giờ mùa mưa, trời mưa thì tình hình sẽ càng rối ren thêm nữa. Mạnh ai nó chạy, tình trạng lấn đường, chen lấn. Rồi thậm chí là những cái chiếc xe hơi họ dừng xe và trả khách thì không có đúng quy định. Mưa thì có lúc nhỏ, có lúc to. Hồi nãy là mưa nặng hạt lắm thưa quý vị, còn bây giờ thì đã nhẹ lại rồi. Phía bên chỗ Mễ Dòng ra Nha Trang thì cũng đang ùn tắc ở đây đó, tại vì em mới nghe cái tiếng chuông. Tiếng chuông báo có xe lửa chuẩn bị đi qua. Ngay đoạn này thưa quý vị, xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hàng ngày luôn. Lâu lâu mời quý vị đổi gió và thay đổi không khí một chút. Hôm nay thì mời quý vị đi lang thang ở dưới mưa thành phố Nha Trang vào buổi chiều tối. Giờ này là giờ tan tầm của quý bà con mình. Học sinh thì tan học, còn những người lớn thì tan sở. Đây tiếng chuông tiếp tục báo nữa rồi. Tiếng chuông tiếp tục báo có nghĩa là tàu lửa sắp sửa qua. Đây là tàu.
Bây giờ thì chỉ còn mưa lâm râm thôi. Hồi nãy một cơn mưa to khủng khiếp. Đáng lý là ngày thường đối với vậy thì bà con sẽ hơi lộn xộn, còn ngày mưa thì đường trơn rồi nguy hiểm, cho nên bà con mình đáng lý ra là phải cẩn thận hơn, nhưng mà không hiểu sao thì lại bát nháo hơn những ngày bình thường. Bên đây là chỗ đi vô khu máy nước xóm Khóm Quốc Tuấn. Còn bên đây là đi về hướng đường Đồng Nai. Đây là con đường mới. Đường này thì có thể dẫn đến Đà Lạt luôn đó quý vị. Đi thẳng con đường này từ trung tâm thành phố Nha Trang. Và đường này thì cũng mật độ xe cộ rất đông. Đặc biệt là đến ngay cái đoạn vòng xoay giữa đường Vành Đai 2 đó quý vị. Chỗ cái con đường mà bên dòng sông Quán Trường. Con đường bắc ngang qua là con đường Đồng Nai. Hướng bên kia đó là chợ Đồng Nai đó quý vị. Ui cha, bây giờ thì bắt đầu mưa nặng hạt lại rồi. Trời mưa kẹt xe di chuyển rất là khó khăn. Hồi xưa thì nơi đây là những cái đường hẻm thôi của đường Đồng Nai. Rồi sau khi mà họ làm cái con đường này rộng ra để mà di chuyển thẳng từ Nha Trang đi Đà Lạt đó quý vị, thì những cái căn nhà trong hẻm này thì bây giờ lại ra được mặt tiền. Ở Việt Nam mình thì gọi là cái cầu quen thuộc là vô tình lượm được quý kiếp đó quý vị. Đây là đèn giao thông giữa ngã tư đường bắc ngang qua đây, đó là đường số 4, cũng mới làm đây thôi, khoảng chừng chục năm đổ lại, rồi bây giờ đã đổi tên thành đường Thích Quảng Đức. Đây là đoạn vòng xoay giữa đường này với đường Vành Đai 2, lối đi lên cầu Quán Trường. Chỗ đây thì cũng bát nháo không kém thôi quý vị.
hướng đi bên này là đi đến nút giao thông Ngọc Hội. Em cũng không có nhu cầu đi lên trên đó cho nên em sẽ chở về lại rồi đi tiếp tục quay những cái góc khác để quý bà con mình cùng theo dõi. Ở đây nè quý vị, là một cái khu dân cư mới, khu đô thị VCN Phước Hải. Ở đây là thuộc phường Phước Hải. Đây, đoạn này đến nỗi người đi xe máy là phải xuống xe để mà xin đường luôn, xin đường dùm những cái chiếc xe hơi này. Hướng bên đây là đèn đỏ mà người ta vẫn đi. Bên đây cũng vậy luôn, đèn đỏ vẫn đi. Bên đây đèn xanh thì cũng đang đi là bình thường. Rồi bây giờ là đèn đỏ thì mấy xe đây vẫn tiếp tục di chuyển luôn. Đoạn ngã tư giữa đường Thích Quảng Đức với Phong Châu. Cái này thì xe hơi quý vị, xe hơi họ như cái đây là lấn lên qua lắm luôn nè. Lấn ra giữa đường luôn. Mấy xe hơi này là lấn lên qua hẳn nguyên một chiếc xe luôn, chứ không phải là một cái bánh xe nữa. Rồi xe hơi đó quý vị, họ đi một hàng là bên này. Bên này là phải dành cho xe máy, nhưng mà họ tiếp tục di chuyển vô trong đường này. Rồi xe máy bắt buộc phải người nào ý thức được thì chờ, còn người nào không ý thức thì họ leo lên là chạy một hàng trăm mét mới có cái chỗ để mà đi tiếp. Tiếp theo mời quý vị nhìn cảnh đường mùa mưa ở nút giao thông Ngọc Hội. Đoạn đây là đường đến 23 tháng 10 đó quý vị. Đây cũng là một cái con đường huyết mạch ở thành phố Nha Trang, dẫn từ phía Tây của thành phố đến với lại phía trung tâm, hướng đi Diên Khánh. Phía trước đang ùn tắc, kẹt xe, tại vì đó là ngay cái góc vòng xoay. Nãy giờ đi từng đoạn đó quý vị, mưa to quá thì em lại núp mưa, không có tiếp tục đi ngoài đường ghi hình được. Rồi bây giờ thì mưa cũng nhỏ lại. Hướng bên tay phải là đi về Vĩnh Điềm Chung, còn tiếp tục đi thẳng thì tới đoạn cây số 5. Nếu như mà mưa tiếp tục như thế này khoảng chừng 2 ngày liên tiếp thì tình hình nước sông dâng cao và ngập lụt sẽ có nguy cơ diễn ra.
Dạ kính thưa quý vị, hiện tại thì trời đang mưa, còn thời tiết thì cũng se se lạnh. Và bây giờ thì mời quý vị hãy cùng thưởng thức một cái nồi lẩu gà lá giang nóng hổi chung với em. Bỏ thêm một chút lá giang vô vò nát, rồi một chút ớt cay cay và khói bốc nghi ngút. Mùa mưa mà thưởng thức cái món này thì còn gì tuyệt vời bằng thưa quý vị. Vị chua chua của nước, vị cay cay của ớt và mùi gà thơm phức. Đây là một món ăn mà em tin chắc rằng nhiều người sẽ lựa chọn khi mùa mưa, thậm chí là mùa đông. Ở đây là quán Mạnh Hoạch ở trên Vĩnh Điềm Trung. Mời quý vị hãy cùng thưởng thức món lẩu gà cùng với em. Mưa trở lại rồi thưa quý vị, em mới đón một nhóc. Sẵn mua phở cho cháu ăn thưa quý vị. Ở đây phở này thì chắc là em sẽ làm một clip riêng để quảng cáo ở nơi này. Phở ngon mà rẻ lắm. Cái này là gân nè, tái, bò viên. Còn cái này là xí quách với xương. Bán từ lúc 5 giờ chiều thưa quý vị. 40 ngàn thôi mà quá trời thịt luôn. Ngoài trời thì mưa nặng hạt thêm. Dạ kính thưa quý vị, đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ngày xưa thì nơi đây gọi là Hàm Nghi Nối Dài. Hiện nay thì trên cái trục đường này thì có rất nhiều những cái quán nhậu, quán nhà hàng, thậm chí là những cái quán ăn mà dành cho một người đó quý vị. Giống như là lẩu một người hay là một số những cái món mì cay hay lọt là những cái món ăn của đất nước khác. Bánh ướt số 1. Bên đây là một quán bánh canh mang tên là Hai Cá, bán rất là ngon và người đại hàng tới đây ăn cũng rất là đông. Bây giờ thì em sẽ men theo đường này về với lại đường Tông Đảng nhà em, và chắc là sẽ băng qua thêm một vài vị trí điểm nóng giao thông trong những ngày mưa. Ở đây thì ngay góc ngã ba Mê Linh có mấy cái quán lẩu bò, lẩu dê ngon lắm. Bên này là lẩu Anh Dũng, bên kia là lẩu Thanh Đa. Đây là đường Lê Đại Hành. Đây là ngã ba Trịnh Phong. Bên đây là Hồng Bàng. Còn bên đây là Tô Hiến Thành. Phố này bây giờ trở thành phố Đại Hàng rồi. Trong mấy clip mà em đi vòng vòng ở đường này đó thì em hay nhắc đi nhắc lại là phố Đại Hàng, tại vì người Đại Hàng ở đây rất là đông. Đường Tô Hiến Thành nè quý vị. Ở đây mới mở thêm một cái chỗ spa. Đây là hai cái khu khách sạn 5 sao, hai cái tòa khách sạn 5 sao sát nhau. Chu cha xe đậu kìa. Hồi nãy thì em với bà xã trốn hai đứa nhỏ đi ăn tối món ngon và nóng hổi khi trời mưa. Còn bây giờ thì hai đứa tụi em chia nhau ra, một người thì như em đón con trai,
còn là bà xã em đón con gái, hai đứa cùng đi học thêm. Đây là đoạn Nguyễn Thị Minh Khai với Hùng Vương. Kính thưa quý vị, hôm nay thì em cũng cập nhật tình hình thời tiết vào buổi chiều tối. Bây giờ là khoảng 8 giờ kém 15 rồi thưa quý vị. Buổi tối đi từ lúc 5 giờ rưỡi tới giờ. Không có về nhà, cũng vòng vòng ngoài đường thôi. Gửi những cơn mưa này đến với lại quý vị phương xa để nhớ nhung về thành phố Nha Trang, hít thở không khí thành phố Nha Trang. Đây em gái đã về. Chào bé. Tạnh mưa rồi ha. Rồi chạy vô đây. Mua gì ngon dữ vậy? Em mua gì đó? Một cái bánh bông lan với một ly trà sữa nữa. Đúng là chị em phụ nữ ha. Trong đây là ba đang nấu phở ăn. Cái bánh phở tím tím này là hồi ba với ông nội mua ở Cần Thơ đó. Cái đó hủ tiếu. Từ từ đi, chờ nước nó sôi lên đi. Chú cha, ngon dữ vậy. Ngon không em gái? Đã ha, trà sữa gì vậy? Còn ăn bánh bông lan đi. Mời ông bà cô bác ăn đi. Ngon ha. Bây giờ thì ngớt mưa rồi thưa quý vị, chút xíu nữa thôi thì mưa lại. Không biết đêm nay mưa cỡ nào. Thấy thương cho những bà con mà buôn bán ở ngoài đường. Mưa xuống một cái đường vắng teo luôn. Như em sớm của em đây thì bây giờ gọi là vắng đó. Chứ ngày thường là khách ra vô đông đúc, nhộn nhịp lắm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với em trong clip ngày hôm nay để cập nhật tình hình thời tiết Nha Trang. Bây giờ thì xin được kính chúc toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, ấm áp và vui vẻ bên gia đình của mình để thưởng thức video. Hẹn gặp lại quý vị ở các clip sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.